mà chắc. Đủ, cái gì vậy ông cố? Ôi trời ơi, đang đi xì cái giật cái mình nè. Rồi rồi, bố cái ghế ra, đẩy cửa vô. Ý gặt con gặt, ừ gặt ý, gặt ý. Cảm ơn cảm ơn. Nó kìa, là mình phải nhảy lên đây đúng không? Chết mẹ, té té rồi, đứng im. Lội đủ lội trong cái đống đổ này. Ai đây nè, đu lên con. Chết. Xin chào các bạn đến với channel của mình và mình là Monster đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục với tập tiếp theo của series Puppy Playtime đây. Và trước khi vào video này thì mọi người sẽ cho mình xin một like, đăng ký, đồng hồ mình cũng như là giúp mình nhiều động lực hơn, rồi mình đồng hồ chất lượng hơn nha. Con sâu nó có dí lên đây không ta? Má tôi sợ con sâu nó bò theo lên theo quá à. Từ từ, tôi phải tìm cái gì trong trong chỗ này đây. À đây đây đây, lỗ này. Chết mẹ rồi, tôi nhảy xuống rồi, tôi hết đi được rồi. Đi rồi nè. Đó, má lại nghe cái tiếng con quỷ kia nữa. Ai xa. Phải nắm hai tay đúng không? Trời ơi. Một tay à. Tới khúc này, tôi bù lên cái đã. Má nó cười kìa, coi cười kìa. Lên lên lên. Ngon, an toàn. An toàn rồi. Chạy nè, hả nữa, chạy nữa hả? Đây nè, đây nè. Má sao chạy vậy? Tôi nghe cái con quỷ kia nó kêu nữa kìa. Má. Đây. Rồi đẹp đẹp đẹp. Má mấy game này hơi bị hơi bị ớn á. Rồi. Có đường đi. Chạy bên đây cái. Ui con thỏ nè. Lấy được không? Ở lấy không được, lấy không được. Cái nút. Chuyền nó đi à. Chuyền nó qua đây. Xong rồi chuyền nó đi đâu? Chuyền nó đi lên. Hay nó xuống. Rồi, hiểu rồi. Đó, đẹp luôn. Tươi tươi. Rồi. Chuyền qua đây con. Ủa? À đây nè, cái này mới đúng. Đó, qua đây. Rồi. Đi. Rồi, qua đây lấy. Ngon. Đó đúng không? Phóng cái nhảy qua được không? Được đâu. Quay cầu đi cho chắc. Đúng không? Rồi. Ơi má tôi nhớ được. Cái con Huggy Wuggy đồ mà tôi bỏ cái này vô cái nó cũng vậy nè, đồ nó cũng dí nè. Đâu có nhiều hướng quá. Đi qua hướng này thử nha. Đây đây đây, rồi tôi hiểu rồi đó, tôi hiểu rồi đó. Khúc này phải lẹ. Đó đó. Qua đây đúng không? Ủa đủ đủ đủ. Ủa làm sao? Làm sao? Có điện rồi nè. No. Quá đã. Trời ơi, ngon lành. Ủa, rồi được chưa? Rồi được rồi nè. Má đã chưa. Này ơi, cái điện. Được. Má lọt. Má sao tối hùi vậy? Hùi thùi ba. Rồi, rồi. Ở đây, 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 đây. Trời. Má ơi. What the fuck? Đừng bắt em. Chạy không được. Khúc này sao chạy? Ê, lọt lọt lọt. Đếm kìa. À đây này có cái lỗ này, chu vô. Rồi chu trốn. Lọt hả? Má bắt phải lọt, nó bắt tôi phải lọt. Ôi nó lẹo cái lưỡi luôn. Rồi. Đây, hay quá, ok em, cảm ơn. Chết mẹ lọt. Lấy hả? Lấy bình điện hả? Lấy bình điện hả? Không được. 1, 3, 1, 2, cái gì đây? À, dây xanh dương là số 2, dây số đỏ là số 1. Đỏ nè, đỏ xanh dương, xanh lá.
Đỏ xanh dương xanh lá. Số 4 đâu? Đỏ xanh dương xanh lá, ok. Đỏ nè. Xanh dương xanh lá. Rồi cái cuối. Ok, nice. Má hay quá quá, hay quá trời. Má lạnh, lạnh sống luôn. Cái đỉnh. Chết kìa, cái gì kìa. Trời ơi, giờ sao. Giờ tôi phải chạy sao. Rồi, đây. Ok, chạy. Chết mẹ. Rồi sao. Chị ơi. Má hên quá, cái đầu nó nhảy cái số kịp. Giác ngộ luôn á, làm cái giác ngộ luôn á. Đây rồi. Gắn vô. Bật cái này xuống nè. Gạt, rồi. Bật điện. Ủi rồi hay sao. Ơ cái lụng nó chạy. Chạy lụng á. À đồ. Một lần nữa nha. Một lần nữa là chắc tôi hẹn mọi người. Ôi. Đúng nữa hả. Đang nói chuyện mà, quỷ. Chết mẹ rồi sao nữa, là cái gì nữa ơi. Sao lọt khe chạy chết đường hết đường. À đây đường cống cái này trên bù lên. Ai ai mới là ta. Ai mới là lớn dữ trời. Má không biết gì chưa. Bù lên vô. Ẹo. Còn nữa hả? Đúng không, sao chạy ngoài vậy? À cái hình. Má tưởng nó thiệt chứ. Tưởng nó thiệt. Ok. Ê, bỏ lên. Rồi. Chết. Ai đó rồi kìa. Đâu bỏ nó lại lên. Trời ơi. Nhìn lên. Trời ơi cái cổ này. Ừ lại lên. Chết. Mày hả mày. Xin lỗi. Anh chịu không nổi. Bye bye. Ý nhện. Rồi luôn, nó bị lôi đi rồi. Rồi búp bê. Giết nội nó. Gen code à. Cái quỷ này. À, cái quỷ này. Theo màu nữa. Rồi đúng rất rối dữ vậy ta. Đỏ, con chó đỏ, nhà đỏ nè, xanh nè. Rồi. Ok chưa? 1 4 2 3. 1 4 2 3. Trúng số, gạt nè, gạt con cẩu. Nắm vào đây. Ừ. Rồi, bú. Rồi, chạy rồi. Anh đi chơi hiền, chính thảo cầm viên. Rồi, ok. I can't let you leave. Ê, quẹo con, nó kêu quẹo, quẹo đúng không? Chết mẹ cái kèn đóng, à đây cái kèn này, tối quá. Bóp kèn cho nó vui nhẹ vui cửa rồi. Ui, sao nhanh vậy? Chết, rồi sao nó nhanh dữ vậy? Ôi. Phanh. Gãy. Chết. Ôi, giận không được. Ê, nó gãy không được, giờ sao? Gãy nè. Rồi, bóc lửa, nẹt lửa, nẹt điện. Rồi, chết mẹ. Sao? Mời màn hình luôn. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái series này. Và hy vọng là mọi người sẽ thích cái video này. Và nếu như mọi người thích series này thì đừng quên để cho mình một like, đăng ký, đồng hồ mình nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.